7 tháng 10 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ EVN, mùng 8 tháng 10 năm 2007, mùng 8 tháng 10 năm 2022. Dự tọa đàm có đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, anh hùng lao động Thái Phụng Nê, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng, phát triển với nhiều dấu ấn thành công của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thành lập ngày 8 tháng 10 năm 2007, từ chỗ chỉ có trên 800 đảng viên, sau 15 năm, Đảng bộ EVN đã có 4.183 đảng viên với 20 tổ chức đảng trực thuộc. Nhiều năm liền, Đảng bộ EVN luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Qua 3 kỳ đại hội với 148 nghị quyết, với những chủ trương, đường lối, sách lược đúng đắn, Đảng bộ EVN đã thể hiện được vai trò lãnh đạo toàn diện, hiệu quả đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn, EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đưa điện đến 100% xã. Hơn 99% số hộ dân nông thôn trong cả nước góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một đảng bộ lớn, có vai trò, vị trí quan trọng, tập trung nhiều chuyên gia hàng đầu của đất nước về lĩnh vực điện. Chất lượng hiệu quả hoạt động của đảng bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên trong đảng bộ tập đoàn quyết định việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đời sống sinh hoạt của nhân dân. Tiếp tục phát huy truyền thống 15 năm xây dựng trưởng thành và những thành tích kết quả đã đạt được, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác xây dựng đảng, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe anh hùng lao động Thái Phụng Nê và đồng chí Nguyễn Mậu Trung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, chia sẻ về lịch sử xây dựng và phát triển của ngành điện Việt Nam nói chung, sự phát triển của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng, sự hy sinh, gian khổ của những người đi xây dựng ngành điện trong suốt những năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các tổ chức đảng trong ngành điện đã phát triển vượt bậc, ngành điện đã cất cánh, luôn đi trước một bước trong việc đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu của nhân dân, đồng thời chia sẻ những cảm xúc vui mừng và tự hào về sự trưởng thành mạnh mẽ, vượt bậc của Đảng bộ Tập đoàn trong tất cả các lĩnh vực, từ công tác tổ chức lực lượng đến địa bàn hoạt động cũng như phương pháp công tác. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn và cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Tập đoàn, xin nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo và những chia sẻ của các đồng chí, đồng thời đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ phải thực hiện trong những năm tới để tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, xây dựng hệ thống chính trị của EVN trong sạch vững mạnh, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững, phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, góp phần quan trọng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tọa đàm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ EVN là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn tập đoàn ôn lại những ký ức về chặng đường đã qua, thêm tin yêu và tự hào về những thành tựu, những đóng góp, truyền thống tốt đẹp của toàn Đảng bộ và Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kính mời quý vị đăng ký kênh YouTube Điện lực Việt Nam EVN News, nhấn chuông để được thông báo, theo dõi kịp thời các thông tin, sự kiện của ngành điện trong các video clip sau.